Sư Thích Ca Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 2020 mươi Chúng ta tiếp tục học tập Giới sát phong sanh Học đến tập 17 Những Đức đọc tiếp câu chuyện Để chúng ta học tập quý vị Hại cáo chiêu quả Họ vương là một người giàu có tiếng ở Hoài Nam. Lần nọ, mở tiệm buôn bán, khi đào đất gặp ba con hồ ly nhỏ. Gia nhân muốn đuổi chúng đi, nhưng họ Vương nhất định phải giết chúng để trừ hậu hoạn về sau. Vì thế, đánh chết hai con. Một con chạy thoát. Từ đó trong nhà ngày nào cũng gặp nạn Không yên Mùa đông năm kỷ hợ Niên hiệu Gia Khánh Đời vua Nhân Tông Nhà Thanh Tiệm buôn đột nhiên Không duyên Không cớ mà bốc cháy Họ vương biết là Cáo tiên Nên đã Báo với chương chân nhân Chân nhân đưa cho họ vương Một sắc điệp mang về trong nhà mới yên được mấy tháng nhưng rồi lại bị quả hoạn họ vương chịu không nổi định bán tiệm cho họ trần với giá bốn vạn tiền lúc ấy trong nhà họ trần bỗng nghe trên không chung có tiếng nói tôi có thù cũ với họ vương ông nhất định không được mua tiệm ấy Người vợ nghe rất rõ Không mua nữa Đến tháng 3 năm tăng sụ Tiệm buông lại trái nữa Cả cửa tiệm Của họ vương bị thiêu rụi Không còn một thứ gì Những câu chuyện mà Sát sanh bị họa tai này có những người chúng ta không tin và cũng không để ý đến. Nhiều người sát sanh hại vật. Khi gia đạo có sự cố, họ chỉ nói xui xẻo quá, năm nay xui quá. Năm nay không hên. Họ không nghĩ rằng những điều không hên, năm nay xui xẻo là do chính họ làm ác mà chiêu cảm đến cũng như câu chuyện này khi mình đào đất xây nhà gọi là đồn thổ đó chúng ta phải cúng nơi cái mảnh đất đó và chúng ta đi dòng mảnh đất nhỏ đó một khoảng nhỏ thôi nếu đất quá rộng đi ba dòng nếu chúng ta biết niệm phật thì niệm phật còn nếu như trong đạo gì thì làm theo cái cách đó Chúng ta đi ba dòng để báo cho tất cả những con vật ở miếng đất này Bây giờ mình cho nó 7 ngày đi Thì mình định các nhà chắc là mình cũng có Dự định mà Thì trước đó 7 ngày mình cúng đi Nếu quý vị biết tu nên làm lễ phóng sanh có một hồi kinh niệm phật ngay chỗ đó là tốt lắm xong mình đi một vòng như là mình báo tin cho họ biết rằng bảy ngày sau tôi sẽ độn thổ nhà ngay chỗ này xe cộ sẽ móc đất ngay chỗ này tất cả những loài động vật phần vô hình chúng ta nên dọn nhà qua chỗ khác dùm bảy ngày quý vị có thời gian tôi đang cần sử dụng chỗ này Căn nhà cắt lên sông Trong gia đình có ngôi tam bảo Mỗi ngày có tụng kinh niệm Phật Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Nhất định Họ sẽ làm hộ pháp Hộ trì cho gia đạo quý vị Còn nếu như muốn làm Là cứ môi làm à Thí dụ như căn nhà của mình đang ở Người ta đến người ta muốn đập là đập à Dù là cái căn nhà mình ở Nó có ngay một cái vị trí nào Của đoạn đường hoặc là nhà nước đang cần sử dụng thì nhà nước cũng đến để mà thương lượng với gia đình này và sẽ bồi thường như thế nào khi gia đình này giờ căn nhà này để vị trí đất này nhà nước cần sử dụng quý vị công nhận không như vậy thì cái lễ tiếp này chúng ta cũng đến với tất cả những loài động vật và phần vô hình cây cối như cây cối muốn chặt giới kinh của phật cũng dạy phải cúng và chúng ta nên yêu cho 7 ngày tôi sẽ chặt cái cây này cây lớn qua đầu có thằng cây nương tựa có quỷ thằng nương tựa chúng ta muốn chặt phải cúng cho thời gian 7 ngày để họ dọn nhà Cái làm này là có lễ phép Độn thổ đắc đai cũng vậy Mình có lễ tiết Người ta không trách mình được Còn cái ông này thì Ông đào tì tiện gặp hồ ly Không thả cho đi Mà ông còn quyết tâm đặt chết Một con chạy thoát Rồi gia đạo của ông tan nát hết luôn Qua những câu chuyện này phải nhớ Việc sát sanh Giống như chúng ta suy ngay mình Người ta quýnh mình Mình cũng có tâm báo thù Người ta giết người thân mình Mình cũng có tâm muốn báo thù Quý vị công nhận không Như vậy thì loài động vật nó cũng biết Ơn quán Quý vị phải nhớ Nếu quý vị giúp nó thì nó báo ơn Nếu quý vị giết nó thì nó báo quán Đúng không đó. Nên nhiều người chúng ta không nghe nhân quả Thiệt thòi vô cùng Làm điều sai vẫn là chấp mê Không hiểu Và tiếp tục là lúng sâu vào con đường tội lỗi Nên những đức phiên nhiều vị Những công đoạn mà giới sát phóng sanh này nè Quý vị nên chia sẻ rộng ra Nhất là những cái nơi mà mằng thịt châu, thịt bò, thịt chó Thịt heo, làm đồ tể sát sanh hại vật đó Thế vị tìm cách nào Vị cho những người đó nghe một tập thôi cũng được Tại vì tập nào cũng đọc những câu chuyện sát sanh Và phóng sanh Biết đâu họ nghe họ tỉnh sao quý vị Họ nghe họ tỉnh Bởi vì Trong kinh Phật mới dạy là thí pháp thắng mọi thí mà Nhân Đức nói với quý vị, vị đi làm từ thiện gì cũng gì Phải kèm máy nghe pháp vô Tại vì mình đi làm từ thiện Mình phải tặng máy nghe pháp họ chưa có biết niệm phật mình tặng máy niệm phật nó không hữu hiệu bằng máy nghe pháp máy nghe pháp nó có nhiều câu chuyện những đức nói nhiều thứ nên họ nghe rồi người ta tỉnh người ta mới niệm phật tặng máy niệm phật là tặng cho người chưa biết tặng máy niệm phật là tặng cho những người đã biết phật pháp rồi mình mới tặng máy niệm phật còn người chưa biết là mình phải tặng máy nghe pháp á nó mới đúng nó không có uổng cái công đã là tặng pháp thì phải tặng cho phù hợp đừng có gì nó rẻ một chút tha hồ mà tặng nó không có kết quả gì nó cũng uổng công thà chúng ta làm ít mà nó chất lượng những đức thấy chiếc máy nghe pháp những người mà người ta không biết đạo người ta có được người ta quý lắm nó đã đủ duyên rồi là tự nhiên nó biếu chắc luôn vậy nè nên hồi sáng có cái cô có điện thoại có đặt 200 chiếc máy nghe Pháp V52 Cô nói rằng Con đi lên trên bệnh viện Ung bú Bệnh viện mà Ung thư này kia đâu Những cái bệnh viện mà Lớn mà người ta bệnh nhiều lắm Mà nằm khổ đau nhiều lắm Mấy chị em Những người biết tu Đặt máy nghe Pháp rồi kèm thêm hộp sữa gì đó để tặng cho những người đó những đức nói quý quá đặc biệt việc làm này đừng có suy nghĩ nhiều đừng có suy nghĩ rằng mình tặng họ với họ có nghe không đừng có suy nghĩ như vậy cứ là có cái tâm chân thật bố thí pháp thì viên mãn rồi đến tặng cho họ thì chính đôi tay chúng ta tặng gương mặt tươi vui Tặng bằng tâm cung kính Đây cũng là cái lễ tiếp Đưa hai tay Khi tặng cho họ Chúng ta niệm Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Có nghĩa là chúng ta gieo một câu Phật hiệu vào tâm cho họ Tặng một chiếc máy nghe Pháp một hộp sữa Việc làm này của quý vị có ý nghĩa lắm Nhận Đức nêu lên cái việc của cô đó làm để cho nhiều người cùng làm. Cái việc làm quý vị làm có công đức thù thắng. Nêu lên như vậy đó. những Đức cô không nói tên tuổi ai hết. Mà chính người ta nghe rồi trong tâm người ta cũng vô cùng quan hỷ vì sao? Vì mình làm việc đó người thầy cũng thấy quý, thấy được đó. Đâu phải là những Đức nói rằng quý vị đặt máy nghe Pháp như Đức, như Đức mới quý đâu. Quý vị đặt máy nghe Pháp ai cũng được chỉ cần là pháp thí đi tặng người ta là quý rồi đủ duyên mình thấy người nào giảng gần gũi dễ nghe thì mình tặng thì tùy duyên quý vị thôi nhưng mà những đức công nhận rằng chiếc máy nghe pháp thẻ liếp chắc đúng là đặc biệt bởi vì mình làm việc phật pháp mình phải có một cái ý nghĩ làm sao mà lợi ích cho người ta thì nó sẽ phát sinh trí tuệ những đức từ khi làm chiếc máy mà thẻ bích thì bao nhiêu người ai cũng đồng tình Ai cũng thích Người ta thích đặt để đem tặng cho người khác Vì người ta nói một câu rằng Nếu người này không nghe họ cũng không rút thẻ Mà cài cả lương cài nhạc Mà họ sẽ đem đưa cho người khác nghe Và những đức cũng gặp rất nhiều người Đến đây gặp những đức nói rằng là Họ được tặng chiếc máy nghe Pháp Họ không nghe Họ đem họ tặng cho chúng con Chúng con nghe được lợi ích Thấy không? Vì sao? Vì chiếc máy nghe Pháp bích thẻ nên họ không nghe Họ sẽ đem đưa cho người khác nghe Công nhận thì Bởi vì mình phải niệm niệm gì người Nó mới phát sinh được trí tuệ vậy Nên cái cô đó nói rằng là Bây giờ máy V52 sắp sửa hết Hết rồi Bây giờ mai mốt có một cái Là cái chú cầm điện thoại Báo cho con biết cái Là chúng con Đem máy đi lên thành phố là Đi đến bệnh viện lớn chúng con Tặng cho những người bệnh đó Người cái máy nghe Pháp Đặc biệt thiệt Quý vị có điều kiện mới bị làm được Nên chăng thật làm chỗ này đi Những Đức nói rằng Chính tay quý vị làm cái Pháp thí này đặc biệt Bảo đảm quý vị chịu khó bị điên chiến Đi một buổi một ngày Lâu lâu đi một lần thôi Nhớ cái câu xanh không mang đến Chết không mang đi Tiền bạc không cầm theo được đâu Nên chăng thật mà làm đi Có lợi ích Nên cái việc Mà sát sanh này Mỗi một người nghe đạo chúng ta quý vị phải nhớ rằng nhất định phải phát tâm ăn chay trường. Phải nhớ. Việc sát sanh này không có lợi ích gì cả. Châm hại không có một lợi. Gia đạo bất hòa, tan nát. Tất cả những người nghe đạo phải nhớ. Nếu như mình còn trẻ có vợ hoặc có chồng khi mang thai không nên tẩm bổ bầu thai bằng diệt sát sạch. nếu như quý vị đang chay rồi dù là quý vị có chồng quý vị phải nhớ rằng khi mang thai cũng là ăn chay bình thường đừng bao giờ sợ cái thai nhi bị thiếu chất dinh dưỡng hại vật để mà tẩm bổ bầu thai thì đứa con đến trả ơn trở thành đứa con đến báo quán vì chính nó vừa đến thế gian nhiều con vật phải hy sinh vì nó. Mày ra đời mà tao bị chết. Như vậy thì sẽ tổn phước đứa con, phải nhớ đó. Nên việc ăn chay, phóng sanh, niệm Phật là việc giải thoát. Giải thoát tất cả phiền não, giải thoát tất cả buồn phiền, giải thoát cái tâm nhỏ nhoi, phải nhớ đó. Quý vị mà khi phóng sanh quý vị có cảm giác như sao? Phải là quá vui không? Ngày Chủ Nhật chùa mình phóng sanh chim Mấy vị coi ai cũng vỗ tay Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật vỗ tay Gương mặt ai cũng là tươi rối Mà bao nhiêu ngàn người ngồi đứng Để mà chấp tay Hoặc là vỗ tay niệm Phật Mà thả chim Ồ, Cái cảm giác ngày Chủ Nhật cộng tu như vậy Những Đức nói rằng quý vị dẫn người ta đi đến đây cộng tu ngày Chủ Nhật Đúng là một cái ý nghĩa đặc biệt Cái ý nghĩa vô cùng Có nhiều người bệnh hoạn buồn phiền Đồ quý vị cứ dẫn người ta đi đến đây Ngày Chủ Nhật cho người ta cộng tu đi cho người ta mở cái tâm lượng này ra Phải nhớ đó Mở tâm lượng ra Thí dụ như mình dẫn một cái người tặc nguyền Một người bệnh hoạn một người đang bị bế tắc gì Đi đến chùa tu đi Mình quen một vị thầy này đi Mình phải tìm cách làm sao mình đến mình gặp vị thầy này Mình nói vài câu đơn giản là Hôm nay con có dẫn một người đi đến đây tu Mà họ bị bệnh vậy 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 đó thầy Mà họ đang bị bế tắc làm sao làm sao Thì người thầy này giảng vài câu ra cho nó Nó na ná giống giống cái người đó một chút Để cho người ta cảm thấy người ta được nhờ liền Hiểu không Chứ không thôi nó qua cái đề tài khác Cái người này ta nghe ta không thấy cái gì chúng ta chứ Cái người ta không phát tâm Nó phải nhớ Cái tâm mình nó phải rộng lớn gì đó quý vị Đó phải nhớ đó. Nó nên cái việc á Mà chúng ta mà nghe Pháp là ý nghĩa lớn Để mà chỉnh đốn cái sự sai lầm Mình chấp mê không ngộ của mình Mình quay lại cái thiện tâm quý vị à Những đức đọc tiếp cái câu chuyện này cho quý vị nghe nè Trần tứ đáng chết quan sát xứ lý xưng đàm vào tháng 3 năm quý tỵ áp tải thuyền lương thực đến hào đại trường huyện hoài ninh lúc ấy có lính bốc vác cũng khải đi mộng thấy một lão ông râu tóc trắng tinh nói với anh ta sáng mai tôi gặp tai nạn xin ông ra tay cứu giúp sau này tôi sẽ báo ơn cảnh mộng rất rõ tỉnh dậy không hiểu chuyện gì sáng hôm sau bỗng nghe thuyền bên cạnh có tiếng ồn ào cũng khải ra xem chuyện gì thấy một con rái cá lớn đang Áp sát thiền bên cạnh Nổi lên chìm xuống Mọi người quay quanh Lát sau thì bị bắt Lên thiền Cũng khải bỗng nhớ lại Giấc mộng đêm qua Động tâm liền bỏ ra Năm trăm tiền để mua Mọi người ai cũng đồng ý Chỉ có thủy thủ trần tứ Không chịu nói Một tấm da Rái cá Đáng giá cả ngàn Năm trăm tiền làm sao bán được Cũng khải lại thêm giá Nhưng chẳng tứ tay cầm Cái dùi sắt đánh mạnh vào đầu rái cá Não văn tứ tác Chết tươi Rồi lột da Chia thịt cho mọi người Không lâu sau những người ăn thịt rái cá Đều mang bệnh trần tứ Bệnh nghiêm trọng nhất Trong hôm mê luôn lãm nhảm Tôi nhiều năm tu luyện Nay gặp ách nạn Nhờ bậc nhân quân tử chuột cứu tôi Mọi người đều đồng ý Chỉ có hắn Không những cản trở Mà còn đánh chết tôi Một cách mang rợ Bây giờ tôi phải đòi mạng mới được Mọi người nghe thế biết là rái cá đến báo quán Điều xin cho Trần Tứ sám hối Rái cá không chịu Trần Tứ mấy ngày đêm kêu la rồi thổ quyết mà chết Nó quý vị thấy cái cái việc sát sanh đáng sợ quý vị ừ. Bởi vì những con vật càng lớn thì tánh linh càng cao thấy không ừ. Càng lớn tánh linh càng cao nên có những người nói rằng Bây giờ con đi mua đồ phóng sanh Con mua mấy cái con nhỏ cho nó nhiều Thả nhiều mạng Phải nhớ việc làm này cũng tùy duyên luôn nữa. Thí dụ như giờ chúng ta gặp một cái con cá to thiệt to Người ta sách ngang Mà cái giá tiền của nó Nó cũng nhiều Nếu như mua đi kiếm mua mấy con cá nhỏ Thì nhiều cá nhỏ Thôi để con cá lớn này mày chết đi như vậy thì cái tâm phóng sanh của mình kém quá Cứu người là cứu người đang gặp nạn Cứu vật là cứu vật đang gặp nạn Đây là đủ duyên Bây giờ mình có cái tâm phóng sanh Mình gặp một con vật mà bị chói, bị bắt Ngang mình, mình đủ duyên, mình giúp được, mình phải giúp Còn nếu như Như con bò, con trâu quá lớn Bây giờ mình đâu có đủ điều kiện đâu thì mình có khi mình đến gần nó Nếu được mình đến gần nó Mình niệm dài có Phật hiệu cho nó nghe Hoặc là mình chắp tay Mình quy y, tam quy y Rồi niệm dài có Phật hiệu cho nó nghe Khuyên nó thôi Đừng buồn giận Xả bỏ thắng này Niệm Phật Phát nguyện cầu sanh cực lạc đi Cái tâm như vậy nó cũng đã Có phước rồi đó quý vị còn những con vật mà mình có khả năng Mình có thể mua mình giúp được liền Thì nhất định mua chứ đừng có tính toán sau đó Con vật càng lớn tính linh càng cao Như con rái cá này Nó biết bữa sau nó gặp nạn Có nghĩa là có tu Nó biết nó gặp nạn Nó đến cầu xin cái ông này cứu giúp Mà đến trong giấc mộng nha quý vị Bữa sau lại thì ông này thấy một con rái cá lớn bị bắt. Ông nhớ đến giấc mộng, ông bỏ tiền ra mua để thả. Ai cũng chịu nhưng có vị thị thủ không chịu. Nói rằng con rái cá này cái da của nó bán cả ngàn tiền, bây giờ có 500 tiền thì ông không chịu bán. Lên giá ông vẫn không chịu bán. Ông cầm cái cây sắt ông quất vào trong đầu nó. Văn não ra chết tức tội. Tâm hận thù đó nó nghĩ rằng nhiều người đều đồng ý thả nó. Chỉ có một mình ông Là không thả nó mà còn giết nó bằng một cách Tàn nhẫn như vậy Những người ăn thịt nó đều mang bệnh Vì sao? Vì con vật này nó tu Cái phước nó lớn Cũng như con bò con trâu nó lớn Cái phước nó lớn chứ Con vật nhỏ thì phước nhỏ Giống như quý vị coi người nào mà cao ráo Bự con người ta cũng có phước chứ Người nào mà lùng xỉn ấm dơm ấm nhách bệnh hoạn eo ọt là phước kép hiểu không ừ. những con vật càng to thì nó có phước lớn tại sao nó cấm ăn thịt con bò con trâu vì nó vừa có công cài ruộng thân thể nó rất to lớn nên mấy công đoạn trước cứ cấm không được ăn thịt trâu quý vị bao nhiêu câu chuyện đọc toàn là cấm ăn thịt trâu mà ăn thịt trâu là bị tai nạn kinh hồn thiệt rồi giết chó rồi quý vị coi cái quyển sách mà giới sách phóng sanh này hay công nhận đặc biệt những câu chuyện thôi là quá hay quý vị nên nó qua những câu chuyện này quý vị phải nhớ nha phóng sanh đừng có phân biệt lớn nhỏ gì hết đủ duyên là thả mua thả không nói chứ chứ đừng có nói rằng là bây giờ phải mua con nhỏ là nhiều con đừng có tính toán như vậy có khi con vật nó lớn cái phước nó lớn mình thả cái tính linh nó cao Mình quy niệm Phật nó nghe tiếp nhận liền Thí dụ như bây giờ Một ngàn người mà không biết tu Mà quý vị đi cho đồ họ ăn Thì trong kinh Phật dạy rằng Cũng không bằng quý vị cho Một trăm người biết tu ăn nữa Tại vì một trăm người biết tu Họ ăn Thì họ là người tu Một ngàn người không biết tu họ ăn là họ làm ác thấy không tính vào cái chuyện thiện ác đó đó mình không phải là mình đi tìm người thiện mình không giúp cái người ác nhưng mà đủ duyên cái người ác mà mình giúp được mình cũng nên giúp là tùy duyên nhưng mà phật phân tách rõ cho mình biết nên tại sao nói rằng là cúng dường cho người có đức hạnh thì cái công đức thù thắng là vì con người này có đức hạnh Mình cúng dường cho con người này Con người này sẽ không làm sai Còn nếu như mình cúng dường cho một con người Mà họ không có tu hành gì Mình đi chi cầu phước báo Mình đi cúng dường đông người Mà những con người này Họ không có tu hành gì Vậy thì đồng tiền của mình đưa cho họ Họ cầm họ sẽ đi làm sai Họ không có tu hành như cái người mà tu hành này từ nơi cái công đức á là mình đủ duyên phải nhớ đủ duyên nha. Cúng dường cũng là đủ duyên nè. Đừng bao giờ đi tìm kiếm. Đừng bao giờ tìm kiếm. Đủ duyên thì mình cúng thôi. Đó nhưng mà có cái chuyện mà mình chia sẻ Phật pháp thì mình nói rõ ra để dễ hiểu gì đó. nó nên cái công đức phóng sanh này lớn lắm. Những con vật mà nó lớn có khi á nó gặp mình mà nó muốn cầu xin mình cứu nó luôn á quý vị à. Cái công đức phóng sanh này lớn lắm á, rất là lớn. Còn cái tội sát sanh này quả tay đến với mình đáng sợ lắm Những câu chuyện này là nhắc nhở mình đó. Đọc tiếp câu chuyện cho vị nghe nè Cứu hoảng thoát nạn cái con này những đứa cái nghe cái tiếng này những đứa không biết nữa quý vị chữ hoảng thì những đứa không biết con hoảng là con gì nữa tại những câu chuyện này ở bên trung hoa mà đã nhiều đời người ta lưu truyền lại thì những đứa đọc mà những đứa không biết con này con gì, ví hỏi những đứa con này con gì, những đứa cũng chịu thua luôn nha. Trong văn đăng của Hoàng Quảng Văn ghi, làng Tây huyện Quý Tỉnh Quảng Tây có hai vợ chồng họ Chương xưa nay thích làm việc thiện, nhất là đối với loài vật chưa từng khinh tiện hay sát hại. Một hôm thợ săn đuổi giết một con hoảng, con hoảng sợ hãi chạy trốn trong nhà họ chương người vợ vội lấy áo cũ chùm lên nó người thợ săn đi vào nhìn quanh bốn phía không thấy con vật đâu liền đi ra người vợ thấy người thợ săn đi xa rồi mới để cho con quản chạy đi con quản dường như biết ơn cứu mạng của bà họ chương trước khi đi gật đầu mấy cái biểu thị cảm ơn rồi mới chạy đi mùa xuân năm sau một hôm nọ bỗng thấy một con quản chạy vào nhà họ trương dùng sừng ẩm con nhỏ mà chạy bà trương vội đuổi theo đến chỗ đất trống thấy con quản bỏ đứa bé suốt rồi chạy mắt bà trương chạy lại bồng con về trong lòng nghĩ con quản sao không biết ơn mà lại còn chưa ác chẳng lẽ không phải con hoảng mình cứu năm ngoái sao vừa đi vừa nghỉ về đến cổng lúc nào không hay khi vừa bước vào cổng thì thấy cả ngôi nhà bị cây đại thụ sau nhà gãy xuống đè bẹp heo chó trong nhà đều bị đè chết bà trương nhờ đuổi theo con quản mà được thoát nạn mẹ con đều được bình an từ đó thấy được một niệm tâm lành cho dù là xúc sinh cũng biết ơn cảm ơn báo ơn những câu chuyện này đều là khở tâm thiện của mình lên đó quý vị à thấy không giúp vật vật trả ơn thấy chưa quý vị rõ ràng không nó, nên mình mỗi ngày mà được nghe cái giới sát phóng sanh này những đức nói chắc là cái quyển giới sát phóng sanh này những đức học xong đó, và nó cứ là là máy mp 3 suốt để mà đưa ra rồi á trên mạng thì những đức để lên ấp lên mạng thì quý vị chia sẻ những đức nghĩ rằng nhiều người nghe chứ cũng phát tâm ăn chay lắm á cái quyển sách mà giới sát phóng sanh này đó quý vị thí dụ như Chúng ta cầm đọc có khi mấy trăm câu chuyện này nghe quý vị. Có khi mình đọc không hết hoặc là đọc từng tập từ tập gì mà những đức học gì bị dễ nghe nè. Rồi mai mốt những đức là máy MP3 đó khắp nơi người ta được nghe. Cứ làm lần 5 10 ngàn cái máy MP3 cứ đưa ra suốt. Nhất định những đức sẽ giữ những cái buổi học giới sắc phóng xanh này. Cứ làm trong máy MP3 suốt luôn. Vì sao? Vì phiên người đừng sát hại sinh linh Muốn gia đình hạnh phúc Thì đừng nên sát hại sinh linh Mà phải cứu giúp Vì mình muốn gia đạo mình bình yên Mình muốn con mình khỏe mạnh Mình muốn gia đạo mình hạnh phúc Thì đừng nên tàn sát Những con vật Làm cho nó xa cha xa mẹ nó Làm cho nó phải khổ đau hoàng hoại Mình muốn mình an vui Thì đừng làm cho nó khổ đau nên qua những bài học này Tuy là văn tự hoàn toàn những đức đọc nguyên văn Mà văn tự này Đại sư Liên Trì Là vị tổ sư thứ 8 của tịnh Độ Tông Người có tu có hành có chứng Mà Ngài Đã thu thập Những câu chuyện này Mà có những câu chuyện những đức biết là Hơn 3.000 năm dẫn ở trong cái quyển sách Giới sát không sanh này đó quý vị Mọi người có một cái nhân viên Những đức thích học những quyển sách này Để làm máy MP3 còn có những người thích in những quyển sách này để tặng cho người Việc nào cũng tốt Việc nào cũng tốt Từ nơi đó Khắp nơi nơi khi nghe được quý vị nên chia sẻ cho tất cả các bạn của mình Trong tất cả các trang Có những người bây giờ người ta thường coi trên mạng Quý vị nên chia sẻ rộng ràng đây là nguyên văn toàn bộ cái giới sát phóng sanh những câu chuyện rất là hay nhưng đức nói bảo đảm khi nghe rồi sẽ khởi tâm thiện một con người hung bạo sát sanh gia đình cung cực khổ đau khi họ nghe những câu chuyện này họ sẽ quay đầu quay đầu đi quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng tôi đã tạo nghiệp nặng quá quay đầu không kịp không phải không kịp chỉ còn hơi thở thở ra hít vào thì quay đầu còn kịp còn kịp phải nhớ quay đầu đi quay đầu gặp bờ bên từ hôm nay phát nguyện đi sát sanh nhiều quá rồi bây giờ nên phát nguyện ăn chay phóng sanh đi niệm Phật đi chân thật mà làm hôm nay chúng ta học đến đây quý vị ai gì nào Phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về Thần a độ